Hoàng Mai xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay là gia đình nhà mình là có cái giỗ của chị chồng nhà mình cả nhà. Thế thì các con thì lại đi quê ngoại hết. Có hai ông bà ở nhà thì tôi thì mình mua một ít thịt rồi thì giò thịt bò về mình làm một mâm cơm gọi là cơm tịnh để mà thắp hương tưởng nhớ tới chị thôi cả nhà, chứ không có làm to tát gì cả. Đó, mình đã mua thịt từ sáng, thịt chân giò bây giờ mình sẽ thái để cho và để cho ông xã thắp hương. Mình luộc từ sáng cơ, bây giờ nó đã nguội rồi cả nhà. Đó, thế xong mình xào thịt bò rồi thì làm bát canh đơn giản nữa, thế là cho ông xã thắp hương. Quần áo thì mình đi chợ mua từ sáng, thế là tranh thủ ra vườn một tí. Ông ấy, ông xã ông đi chơi về ông quậy ôn lên. Thế là ông về, ông đi chơi về ông không thấy mình ở đâu cả. Thế là ông ấy bảo là muộn rồi mà vẫn chưa về để làm cơm, để thắp hương. Bảo thế mới biết là người phụ nữ quan trọng ở cái mức độ nào. Giờ là ông xã nhà mình là đang lau bàn thờ cắm hoa. Thế ông ấy ngoảnh quay trở lại là ông ấy chỉ việc thắp hương thôi, có gì đâu mà phải ồn lên. Đằng nào cũng tí là được thắp hương. Bây giờ mới có hơn 10 giờ trưa. Đó, một món thịt luộc với hai sát giò là được hai đĩa giò, đĩa thịt bò xào nữa, đĩa rau nữa thế. Xong. Ôi thịt chân giò ngon quá, mình luộc từ sớm bây giờ nó cứ bắn như thế là ăn rồi, sần sật ngon cả nhà. Hôm nay thời tiết nó lại hơi lạnh lạnh thì mình cũng không có đẩy vào tủ lạnh. Thì ở ngoài mà bây giờ thích lắm. Đó. Đó. Thế là mình cũng đã làm được 3 món này rồi. Anh cứ tươi lên không phải nhíu mày, tí nữa là có đồ cúng rồi đấy. Chỉ một loáng là xong, đồ đã làm sẵn từ sáng rồi mà việc gì phải lo nhỉ. Đời bây giờ là vô thường, không có phải lo nghĩ gì hết. Thịt bò thì mình cũng mua một ít thôi để mình xào. Hôm nay mình mua thịt bê ăn cho nó mềm, chứ không có mua thịt bò đâu, nó dai dai mình cũng không thích lắm. Làm một đĩa cải bắp xào nữa. Cái cải bắp nhỏ nhỏ mà nó cuốn được chặt thế. Mình về là hơn 10 giờ một tí, bây giờ mới có là 10 rưỡi. Bây giờ chỉ xào có thịt bò với lại rau nữa là xong. Đó, gióng hai bếp lên luôn, thế là tí là được ăn thôi, được cúng thôi. Cho rau ăn. Một ít mì chính này. Có một ít gạo nếp, thế là chưa ăn đến cả nhà. Ngửi ngửi xem nào, có mốc không? Không, phơi lại thì ra thế nào được. Ai lại phơi lại gạo nếp? Thế là sợ là nó hỏng cả nhà. Bây giờ phải túm tôi đóng chặt lại. Thịt bò cho rau ra được xào. Xong. Làm cơm mất 30 phút. Chín rồi. Thịt bò nhìn rất ngon. Đĩa thịt bò của em đã chín.
Thế là bây giờ cũng đã xong rồi cả nhà, ông xã chỉ việc làm lễ thôi. Đó, mình chỉ làm kiểu như thế là cơm bình thường thôi cả nhà. Chứ không phải cỗ ban gì, hôm nay là các con đi vắng hết. Cho nên là không có tổ chức làm cỗ ăn linh đình, mà chỉ làm một mâm cơm tịnh để mà thắp hương trị thôi cho nó phải đạo. Đó, bây giờ là ông xã sẽ bê lên để làm lễ. Đó, nhanh không mà. Đó, cả nhà. Mình cũng đi ra vườn là cứ mải mê thế là không có về làm cơm. Thế là ông mới gọi điện về, thế là chạy vội về làm. Thế là cũng chỉ có 30 phút là xong. Đồ cúng đã sẵn sàng hôm nay. Em đi mua cho chị này, nón mà, lá bài thơ này, dép quay hậu và áo dài tân thời, tiền vàng là đầy đủ để chị về để nhận và đi chơi xuân nha. Đó, em đã đi chợ mà mua rồi, đầy đủ. Một mâm cơm cũng đã sẵn sàng rồi. Ông xã thì đang tìm tờ cúng ngày giỗ. Rồi, bây giờ là mình cũng không có biết khấn theo chữ Hán thì thôi, thì khấn nôm thì có cái quyển sách cúng là cứ thế là mở ra là cúng cả nhà. Đó. Đấy, cứ chuẩn bị mà đến lúc mình làm cơm xong mà vẫn vẫn chuẩn bị chưa xong. Anh nhìn cái mục lục ở đằng sau ấy. Giờ mới đang đi ro mục lục rồi nè cả nhà. Đấy, do thế thì nó nhanh. Một cái quyển này mình mua là nó dày lắm cả nhà. Mình cứ khấn nôm theo người ta in xuất bản thì nó cũng đầy đủ từ ngữ và ý nghĩa. Vẫn chưa tìm thấy à? Đấy, tưởng cái việc này về thì anh phải chuẩn bị rồi, đang chưa chuẩn bị giờ về rở một cái quyển này là dày thì khó tìm. Câu chuyện cười tê ghê. Chuẩn bị sách cúng đàng hoàng rồi mà hương còn chưa thắp. Nói mệt thế đấy cả nhà. Thế mà ông ấy về ông ấy giúp mình cũng rối. Thế mà việc của ông ấy thì chỉ có việc chuẩn bị ở trên cái bàn thờ, thế mà đến bây giờ vẫn chưa xong. Ông xã nhà mình là cái người rất là kỹ cả nhà. Mà làm cái gì là ông ấy phải chỉn chu mọi việc, miễn là cỗ bàn là phải gọn gàng sạch sẽ, chứ không có được vội vội vàng vàng mà mình làm hấp tấp rồi mà là ông ấy không ưng ý cả nhà. Thế nhưng ông ấy đó cũng có những cái ông ấy cũng lanh quanh luẩn quẩn thế nào ạ. Mà phải kỹ. Cơm thì nghe vẫn hơi ướt cả nhà. Thôi thì cơm thì tí nữa mình tiếp sau để cho các cụ sẽ ăn thưởng thức đồ ăn trước, sau đó thì mới tiếp cơm sau. Mình cũng nói chuyện với cả nhà chứ. Ông xã nhà mình là một người rất rất là chu đáo. Hiếm đã có người thứ hai như vậy. Cái gì ở trong nhà thế này ông ấy cũng biết làm cả nhà. Từ cái đồ điện rồi thì sửa điện rồi thì sửa mọi đồ dùng ở trong nhà là ít khi mình phải mời thợ đến để làm lắm. Cái gì ông ấy làm được là ông ấy sẽ mày mò ông ấy làm bằng xong thì thôi. Đúng là khó kiếm cái người thứ hai như ông xã cả nhà ơi. Nhưng cũng có cái kỹ quá là hóa hồng cả nhà. Đó. Cái người kỹ là thế, mà cái người kỹ là hay khổ. Cái gì cũng ôm đồm vào mình để làm, cho nên là sẽ vất vả hơn và sẽ khổ hơn. Đưa một bát cơm cúng mang lên. Đang lẩm bẩm thì cúng chị đấy cả nhà. Đã cúng xong rồi cả nhà, hết tuần nhang rồi, bây giờ là sẽ hóa quần áo. Đấy.
Lại vòng linh chị à, Vũ thì lại sẽ về đi. Nhận quần áo em mua cho chị nha. Đó, hôm nay mua áo hoa cơ. Tiền đây, rất là nhiều tiền đô la. Lúc mà tiêu cái tiền này rồi thì chả phải lo nghĩ cái gì nữa nhỉ. Không phải lo nghĩ tiền gì nữa. Khi đã tiêu đến cái tiền này, nón bay thơ chứ nhỉ. Nón bay thơ cho chị nè. Tiền vàng, giày dép, trang sức là đủ. Có những năm còn hấp tấp là quên đấy chứ cả nhà. Thế là chỉ kịp mua quần áo, có những năm còn quên tịt mất xong rỗ rồi thì mới nhớ ra. Chả là chị chồng mình là trên ông xã, lúc đấy là mới được cả 3 tuổi thì mất. Thế là kiểu như các cụ người ta quan niệm là dưới thì cũng lên mà trên thì cũng xuống. Thế là đến nhà mình là cũng lên thì cho nó phải đạo cả nhà. Thế là bố mẹ anh chị à, bảo là dỗ chị thì nhà mình phải có trách nhiệm để mà lo cúng rồi thì nhớ ngay để mà cúng cả nhà. Thế là có những năm là hai vợ chồng là mãi là quên tịt mất đấy cả nhà. Thế là bây giờ bảo nhau là phải ghi nó vào cái quyển sổ để mà ghi nhớ, không có thì cứ mãi làm rồi thì công việc cháu chiếc thế là quên mất đấy cả nhà. Chứ không phải là mình không có tâm mà không làm, thật là quên. Thôi thì mong có năm nào mà vợ chồng mà chúng em mà quên thì mong chị là đại xá. Đừng có. Anh đào ở dưới cho nó cháy hết. Thế là chiều là nó nguội hết cái tan này, thì là mình mới cho vào cái túi bóng mang ra ngoài cái sông hoặc là cái hồ để mình thả xuống cho nó mát mẻ cả nhà. Nói ở quê mình thì lại có cái quan niệm nó như thế. Rồi cháy hết rồi, đã đến giờ ăn cơm rồi, xin mời tất cả nhà ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nha. Chân giò đây, thịt chân giò luộc rất là ngon cả nhà. Ăn nó không có mỡ, thịt nó cứ ngọt ngọt, thịt ngon. Anh đã ăn giò kìa, giò nhà bác liền quần mới đấy, sáng mới làm đấy. Ông xã nhà mình là đi làm bảo vệ cả nhà, nói giờ về nghỉ hưu là đi làm thêm bảo vệ. Thế nhưng mà ông ấy là đối tượng làm là lúc nào cũng được uy tín, công ty nào cũng thế. Làm cho một công ty này nhưng rồi cứ người nọ người kia giới thiệu, xin việc cho mấy anh em ở cùng quê đây đi làm cả nhà. Bảo vệ thì người ta chỉ cần mình là một người trung thực, chịu khó, thế thôi. Không uống rượu, uống chè gì. À, đi làm bảo vệ người ta cũng quản thời gian kỹ lắm cả nhà. Mình mà nghỉ đi đây đi đó là không thể nghỉ được, không thể làm được cả nhà. Còn bây giờ với cái công việc bảo vệ thì vừa sức với ông ý. Không phải nặng nhọc gì cả nhà. Thế nhưng mà cũng có người là không làm được đâu. Người ta chỉ muốn đi làm chân tay làm một buổi rồi người ta nghỉ. Ví dụ người ta có công việc gì là người ta nghỉ được. Đi làm bảo vệ nơi mà nghỉ là khó khăn lắm. Cũng vẫn cứ phải đi làm thêm đi, thêm thắt kinh tế cho các con cả nhà. Nên bây giờ ông ấy ở nhà một mình thì cũng buồn. Mình thì đi làm ở bên trường từ sáng cho đến tối mới về này. Các cháu cũng đi ở bên trường hết. Thế là có mình ông xã nhà mình ở nhà. Thì cứ quanh ra quẩn vào thì cứ ở nhà thì nó cũng cảm thấy là buồn lắm. Có công việc thì nó cũng vui hơn. Thế là ông ấy cũng đi suốt. Cứ tuần nào mà ông ấy sức đêm thì là hai ông ba không có thời gian mà gặp nhau cả nhà. Chỉ có thời gian nhìn thấy nhau cái là ông ấy lại đi làm rồi. Sáng ông ấy về
thì mình đi. Chiều mình về thì ông ấy lại đi cả nhà. Thế nhiều lúc cũng vất vả lắm. Công việc ở nhà là mình phải lo lắng để giải quyết cả nhà. Cỗ bàn rồi thì ăn cỗ, ăn chèo, ăn cưới, ăn chèo là mình phải đi hết. Mua rau không có đâu. Lo gì? Rau đây ngoài kia. Mình xin dừng video ở đây cả nhà nha. Bye, hẹn gặp lại tất cả nhà mình ở các clip lần sau.